Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đèn LED bi gầm. Với mẫu đèn này của hãng này thì sẽ có bộ dùng để lắp cho Honda, Ford, Mazda và Toyota. Riêng đối với dòng Toyota thì nó rất là thông dụng, vừa y chang nhau luôn. Đây là mọi người đang xem phía bên ngoài vỏ hộp của đôi đèn. Đây là với mẫu ánh sáng màu xanh tím. Rồi, bây giờ em xin mời mọi người sẽ cùng em mở ra và khám phá sản phẩm. Đây. Bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm 2 LED bi gầm. Đây anh em nhìn nhá, nó có giá hết rồi. Đai siết cái chỗ ốc này là để chỉnh làm sao cho nó vừa. Đây. Đối với dòng Toyota chủ yếu nó sẽ là 3 inch. Mazda 4 rồi DU thì nó DU nó sẽ là 2.5, nhỏ hơn một chút, nhưng riêng dòng của dòng Toyota. Đây là hai cái đế để anh em bắt ốp vào đây khi chúng ta xoáy vào cái đèn gầm. Với ưu thế vượt trội của nó là khi sử dụng cái LED bi gầm này thì độ chiếu sáng cực tốt và cực chuẩn, chiếu sáng xa, không sợ bị lóa nhòe và nó bền, nó đều có rắc chờ hết rồi. Anh em khi mà gài vào xong, chúng ta sẽ gài mỗi bên hai rắc này, xoáy bóng theo xe vào là sử dụng ok. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ và tư vấn sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333, kiểm tra, hỗ trợ, lắp đặt tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào ạ.